Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh A Sáng. Hôm nay A Sáng làm cái video về một cái hiện tượng mà mình thấy là rất là nguy hiểm với người đi ô tô. Nhất là trong mùa đông lạnh này, Hà Nội lạnh rồi, ngồi trong ô tô điều hòa nóng mà ở bên ngoài lạnh. Cái hiện tượng rất nguy hiểm đó là đang đi mà nó đọng hơi nước ở bên trong kính và nó mờ tịt ra, không nhìn thấy gì nữa. Hôm qua thì mình cũng bị cái trường hợp như thế, nhưng mà đang ở chỗ nó đi chậm, rất là chậm tắc đường. Nhưng mà nếu mà đang ở trên cao tốc mà bị mờ thì rất là nguy hiểm. Trước kia thì mình cũng nghĩ là nó là bình thường thôi, nhưng mà kinh lắm các bạn ạ. Tự nhiên ngồi ở trong này tất cả các kính nó đọng hơi nước mà đọng rất là nhanh, coi như là ngồi trong này là mù luôn, không nhìn thấy gì. Đấy, đang đi ở đường tắc hoặc là đang đứng ở đâu thì không sao, nhưng mà nếu mà đang đi ở cao tốc thì nó chỉ trong vòng 30 giây, 15 giây thôi nó tối sầm lại thì rất là nguy hiểm. Về nguyên lý thì mình cũng không giải thích nữa, vì mình nó mọi người cũng hiểu đó là ở ngoài lạnh thì cái tấm kính của mình là nó lạnh. Cho nên là ở bên trong là nó sẽ đọng hơi nước. Nó giống như kiểu là mình có một cái cốc mà đựng nước đá ấy, thì sau một lúc là sờ bên ngoài là nó đọng rất nhiều hơi nước ở không khí vào và nó chảy nước ra. Ở đây thì cũng vậy. Nhưng mà quan trọng là tại sao? Bình thường thì kính nó vẫn lạnh. Đấy, mà bên trong vẫn ấm, nhưng mà nó lại không bị. Mà tại sao nó mới lại bị? Để mọi người biết đấy mà tránh. Ở video này thì mình sẽ test tất cả các tính năng có thể liên quan để mọi người cùng xem nha. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời đang vào khoảng 13, 12, 13 độ này. Và mình để ở chế độ có bật điều hòa. Điều hòa để tầm 26 độ là tức là bên nóng đấy, phả ra gió nóng, gió nhẹ và lấy gió trong, không sấy kính và gương kính thì vẫn trong, không việc gì. Bây giờ mình sẽ thử lấy gió ngoài nhá, bỏ cái lấy gió trong đi này. Bây giờ ngồi đợi xem nó có hiện tượng gì xảy ra không. Kính vẫn rất là trong các bạn ạ. Vậy là lấy gió trong. Chờ đợi thêm một chút nữa nhé, cho nó chắc. Không có hiện tượng gì mờ. Cái hiện tượng mờ nó xảy ra nhanh ạ. Bây giờ mình thử tăng lên gió thổi mạnh nhá. Cho gió thổi mạnh đi. Lấy gió ngoài. Thổi mạnh. Đang gió nóng. Nóng lắm, sờ vào. Đây là đang phả ra gió rất nóng. Không có hiện tượng gì xảy ra. Bây giờ mình thử lấy lại gió trong này và gió thổi mạnh. Vẫn ok. Bật sấy kính lên, gió lên kính này. Chưa có hiện tượng gì xảy ra. Ừ.
vẫn kiên trì theo dõi một tí nhá. Mình biết tại sao là nó bị lần sau. Các bác tài nếu mà biết rồi thì thôi, còn nếu mà chưa biết thì chú ý chia sẻ cho mọi người biết giúp mình. Còn nếu mà các bạn ngồi ở bên phụ thì chỉ biết để tránh. Đang đi mà mình lại tí toáy chỉnh điều hòa các thứ nó lại mở ra thì rất là nguy hiểm. Không hiện tượng gì các bạn nhá. Bây giờ mình thử để điều hòa chạy bên lạnh em nào. Phả ra gió lạnh em này. Và lấy gió trong. Gió mát rồi. Lúc này bật lên nóng quá. Mặc dù ngoài trời bây giờ đang là 12, 13 độ. Trời có một chút mưa nữa. Gặp tình huống đấy mà chưa gặp bao giờ là khá là hoảng đấy. Không có hiện tượng gì. Bây giờ mình để gió không, mình tắt điều hòa đi nhé. Hôm qua là mình nhớ là mình có tắt điều hòa đi. Điều hòa và vẫn đang để gió mạnh nhá. Bây giờ để gió rất nhẹ này. Tắt điều hòa để gió rất nhẹ và vẫn đang để gió lên kính. Bây giờ mình đang để là tắt điều hòa đi, bật nguyên gió mạnh và có để gió lên kính. Mình nhớ là hôm qua mình có tắt điều hòa. Gió thì để vừa phải. Gió rất nhẹ. Gió để vào người xuống chân. Không có gió lên kính. Rồi. Hiện tại là các kính ở đằng sau khá là mờ rồi. Đây này. Mình có thể. Đây, hơi nước đã đọng lên. Đó. Nhưng hôm qua hiện tượng này xảy ra rất nhanh. Đây. Có thể lau đi. Có thể là lúc đấy mình đang đi vào buổi tối và cái kính ở ngoài nó còn lạnh hơn nữa. Lạnh hơn bây giờ vì có một chút mưa. Đấy. Đây nhá. Tiếp tục này.
mù mịt không nhìn thấy gì luôn. Nhưng mà kính đằng trước lại vẫn trong. Sao nhỉ? Hôm qua kính đằng trước cũng không nhìn thấy gì luôn. Bây giờ này, tắt điều hòa này, gió trong xe này. Đấy, không gió lên kính này, mình cho tăng thêm gió một tí nhá. Quái trưởng các bạn ạ. Bắt đầu mù mịt rồi. Đằng trước vẫn nhìn được, nhưng hai bên hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Không nhìn xuyên qua được. Chả thấy cái gì ở bên ngoài luôn. Đây là mình đang đỗ xe nhá. Còn nếu mà mình đang lái xe thì ở bên ngoài nó còn lạnh hơn nữa. Hoặc là thời tiết lạnh hơn hôm nay ấy, thì rất là nguy hiểm. Đây này, bắt đầu mù mịt rồi. Hơi nước đọng cực nhiều luôn. Chốt lại là trời lạnh. Nếu mà tắt điều hòa mà để gió là nó sẽ hiện tượng như thế này. Như thế này rất nguy hiểm. Trời càng lạnh thì càng nhanh. Nguy hiểm quá. Làm sao có thể nhìn được gì bên ngoài này? Các bạn xe để cho mọi người nhá. Tắt điều hòa và để nguyên gió ở trong xe. Bây giờ mình để ra ngoài xe thì sao? Gió hiện tượng có giảm. Mù mịt. Đằng trước làm gì nhìn thấy gì mà lái nữa. Nhìn mờ mờ. Ghê lắm. Kính bị đọng nhá. Đây, kính đằng sau này. Kính đằng sau thì càng không nhìn thấy gì. Đằng sau nhìn được qua gương chiếu hậu. Đằng sau không nhìn thấy gì. Bên trái, bên phải. Đằng trước. Kính đằng trước là mặt ngoài giảm liên tục. Bây giờ là đang thời tiết đang khô ráo. Đây này. Khi mà mình chuyển sang gió ngoài thì ở cái chỗ mà gió xả lên ấy, kính nó lại trong lại một ít. Nhưng mà như thế này thì mình không giải quyết vấn đề nhanh được. Tức là đang đi mà các bạn đã bị mờ kính ấy thì làm sao có thể. Bây giờ mình đang để tắt điều hòa và lấy gió ngoài này, gió mạnh này, và kính đã trong lại một chút ở phần gió lên, chứng tỏ là lấy gió ngoài không bị mờ kính. Mờ kính do lấy gió trong. Bây giờ mình lại chuyển lại lấy gió trong này, để gió vừa thôi này. Lấy gió trong nhưng bật điều hòa thì lại không sao. Lấy gió trong mà tắt điều hòa, mờ kính ngay. Bây giờ mình bật điều hòa lên này, để điều hòa bên nóng này, xem điều gì tiếp tục xảy ra. Kính có trong lại một chút các bạn ạ. Đây này, trong lại rồi. Đấy. Cái phần này đó, trong lại, nhìn thấy đường rồi. Nhìn thấy xung quanh rồi. Bây giờ mình để chuyển sang bên lạnh nhá. Chuyện gì xảy ra? Có vẻ như là lành rồi.
con lành rồi, nhìn được đường rồi. Bây giờ mình tiếp tục thử lại, tắt điều hòa và lấy gió trong. Tắt điều hòa và lấy gió trong xem bao nhiêu lâu nhá. Trời càng lạnh thì càng nhanh các bạn ạ. Trời càng lạnh, bên ngoài nhất là mưa lạnh, đêm hay sáng sớm ý, đây này. Tại sao mà cái phần này nó mờ nhiều hơn này? Tại vì cái gạt nước này nó không gạt đến, cho nên là sao, nó lạnh hơn đây này. Đây này. Nó lạnh hơn, mờ ngay, mờ nhanh, mờ chỉ trong vòng khoảng 15-20 giây thôi. Còn cái phần gạt nước này là nó gạt đi gạt lại thì kiểu gì nó cũng đỡ, cái kính nó cũng đỡ lạnh hơn và cái nước nó ít. Đây nhá, ví dụ cái này đấy, cái phần không gạt nước đến như này là không nhìn thấy gì rồi này. Chuyển sang gió nóng nhanh nghĩ hơn, bắt đầu mờ rồi này. Các bạn nhìn qua điện thoại thì nó vẫn còn khá nét, chứ ở ngoài này mờ lớn rồi đấy. Không nhìn thấy những cái nhà kia nữa luôn. Và bây giờ thứ hai là khi mà bị mờ kính thì các bạn làm thế nào để thoát khỏi nhanh? Thứ nhất là nhanh tay mở cửa ra, ít nhất thì cũng nhìn được bên phải, bên trái, và để cho nó cân bằng nhiệt độ. Thứ hai là bật gió mạnh lên, lấy gió ngoài đi. Mấy cái thao tác này thì làm rất là nhanh, chuyển gió lên kính. Các bạn có thể thấy là kính trong lại trong một nốt nhạc. Ta lại có thể nhìn thấy mọi thứ. Chúc các bạn lái xe an toàn. Và nhớ like, share và sub kênh của mình nha.